Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Quý vị và các bạn thân mến, xôi là món ăn vô cùng quen thuộc đối với mỗi người Việt Nam. Thậm chí có những người nghiện xôi tới mức sáng nào cũng phải ăn một gói xôi mới cảm thấy đầy đủ sức khỏe để đi làm. Tuy nhiên có câu cái gì quá nhiều cũng không tốt. Có ai đã từng tự hỏi nếu thường xuyên ăn xôi vào buổi sáng thì điều gì sẽ xảy ra đối với cơ thể chưa? Xôi là món ăn dân dã quá quen thuộc, gắn bó với cuộc sống đời thường của mỗi người. Là món ăn được ưa chuộng từ trẻ nhỏ, người già, từ học sinh cho đến người đi làm. Chắc hẳn bạn cũng nằm trong số đó. Vậy nếu ăn xôi thường xuyên vào buổi sáng thì có tốt không? Câu trả lời là có, rất tốt là đằng khác. Bởi xôi là một loại thực phẩm giàu năng lượng và giúp cho no lâu, tinh thần minh mẫn. Xôi chứa nhiều calo hơn bạn tưởng. Xôi nấu từ gạo nếp cộng thêm các loại đậu, dừa nạo, vừng cung cấp cho bạn tới 800 calo một đĩa xôi, trong khi đó một bát phở chỉ chứa có 400 calo. Đó là chưa kể bạn ăn các loại xôi gà, xôi thịt, xôi trứng. Mặt khác, xôi được gọi là thực phẩm sạch bởi nó không có chứa hóa chất như bún, miến, phở. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều bởi bất cứ thứ gì ăn quá nhiều cũng không tốt. Nên ăn một tuần khoảng 2 lần là vừa đủ, không nên ăn xôi thay cơm. Vì một trong những thành phần chính của xôi là gạo nếp, tùy theo loại xôi, người ta chế biến có thể phối hợp gạo nếp với cùng các nguyên liệu khác để tạo thành những món xôi khác nhau. Thông thường, mỗi 100g xôi thường cung cấp cho bạn một lượng dinh dưỡng bao gồm khoảng 300-350 calo, đặc biệt có một số xôi có thể cung cấp tới 600 calo, khoảng 6-7% protein, khoảng 3/4 thành phần là tinh bột. Các thành phần chất béo, canxi, sắt, phốt pho, các axit amin và vitamin B1. Ngoài ra, một số người không nên ăn xôi vào buổi sáng quá nhiều. Thậm chí có một số đối tượng ăn xôi vào buổi sáng có thể gây hại cho sức khỏe. Thứ nhất, không nên ăn xôi khi bị đau dạ dày. Mặc dù xôi cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, nhưng xôi lại không phải là thực phẩm thích hợp cho những người bị đau dạ dày. Đặc biệt, ăn xôi vào buổi sáng thường khiến cho tình trạng tiêu hóa trở nên khó khăn hơn. Gạo nếp mặc dù là thành phần lành tính, nhưng khi chế biến thành xôi, đây lại là thực phẩm khó tiêu, dễ khiến tình trạng tăng axit dạ dày xảy ra, khiến người có các vấn đề về tiêu hóa dễ bị trào ngược, ợ hơi, ợ chua và khó chịu. Chính lượng tinh bột cao có trong thành phần của xôi là yếu tố chính gây ra tình trạng này. Ở người bình thường, lượng men tiêu hóa tinh bột khá ổn định, có thể giúp cho quá trình tiêu hóa được thuận lợi hơn, không gặp trục trặc. Tuy nhiên, ở bệnh nhân đau dạ dày, lượng enzyme tiêu hóa cũng như axit dạ dày thường không ổn định. Bên cạnh đó, cấu tạo tinh bột trong gạo nếp là cấu tạo dạng nhánh, do đó tinh bột khi vào trong dạ dày thường chắc, khó chia cắt khi ăn vào. Chính vì vậy, bệnh nhân thường có cảm giác khó tiêu, no lâu. Ngoài ra, một số thành phần khác thường ăn kèm cùng với xôi như hành, tỏi, tiêu cũng có ảnh hưởng nhất định đến tình trạng tiêu hóa, dễ thúc đẩy ợ hơi, ợ chua và tình trạng khó tiêu. Thứ hai, người béo phì. Những người béo phì hoặc muốn giảm cân thì nên tránh ăn xôi nếp, càng không nên ăn xôi vào buổi sáng thay cơm bởi tinh bột dồi dào, ăn nhiều sẽ dễ bị tăng cân. Thứ ba, người có cơ địa nóng. Bên trong xôi có chứa nhiều thành phần khá nóng, chính vì thế khi ăn xôi sẽ khiến bạn bị nóng trong, dễ nổi mụn. Do đó, người nào có cơ địa nóng thì nên hạn chế ăn món xôi vào buổi sáng. Thứ tư, những người hay bị nổi mụn trứng cá. Những người hay bị nổi mụn trứng cá cũng không nên ăn xôi vào buổi sáng, bởi cơ địa đã bị nóng, ăn vào càng sinh mụn và nóng trong người. Thứ năm, phụ nữ sinh mổ bị rạch khi sinh con. Phụ nữ sinh mổ bị rạch khi sinh con cũng nên tuyệt đối tránh món ăn xôi nếp, vì gạo nếp có tính nóng, dẻo, dễ gây sưng và mưng mủ cho vết mổ. Thứ sáu, người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ. Trong gạo nếp có chất amylopectin rất khó tiêu, vì vậy người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ không nên ăn xôi vào buổi sáng quá nhiều. Thứ bảy, người bị mẩn ngứa, mề đay. Những người bị mẩn ngứa, mề đay cũng không nên ăn xôi vào buổi sáng vì có thể bị dị ứng thực phẩm. Thứ tám, phụ nữ có thai. Những phụ nữ có thai cũng hạn chế ăn xôi vào buổi sáng. Tuy xôi nếp có tác dụng trị các chứng hư lao, tiêu chảy, viêm loét dạ dày, tá tràng, thiểu năng tuần hoàn não ở phụ nữ có thai, chống lợm giọng và cảm giác buồn nôn khi thai nghén,
Mẹ bầu ăn quá nhiều xôi vào buổi sáng có thể gây ra khó tiêu, đầy bụng, nóng trong người và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ. Người này tuyệt đối kiêng ăn nghệ và tinh bột nghệ. Nghệ là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ chữa nhiều bệnh. Tuy nhiên, những người mắc các bệnh dưới đây tuyệt đối đừng ăn nghệ, tinh bột nghệ nhé. Bột nghệ và tinh bột nghệ được chế biến từ củ nghệ tươi. Tinh bột nghệ thường có hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn so với bột nghệ thông thường. Tinh bột sờ vàng mịn hơn, bột nghệ thì thường sạm tay và có lẫn các chất thô, sơ. Trong nghệ có chứa chất curcumin có tác dụng tiêu mủ, làm mịn da và kháng khuẩn. Việc uống bột nghệ và tinh bột nghệ có tác dụng giúp đẹp da, thông mật, tuy nhiên cần có liều lượng và hướng dẫn cụ thể. Những nhóm đối tượng sau nên cẩn trọng và lưu ý khi sử dụng bột nghệ và tinh bột nghệ. 1. Phụ nữ mang thai và cho con bú. Ăn nghệ kèm trong bữa ăn sẽ tốt hơn nhiều so với việc bổ sung bột nghệ bằng con đường uống. Đặc biệt là với thai phụ, đối với phụ nữ đang mang thai và cho con bú, nghệ được cho là sử dụng an toàn khi được chế biến trong món ăn. Còn nếu uống nghệ trong vai trò là thực phẩm chức năng hoặc thuốc, thai phụ và bà mẹ bỉm sữa sẽ gặp nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Nghệ được biết đến là một chất có thể gây kích thích tử cung, vì vậy có thể có lợi cho dòng chảy kinh nguyệt. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú cần phải cẩn thận khi sử dụng nghệ để tránh bất kỳ tác hại nào cho em bé. 2. Người bị sỏi mật và tắc nghẽn đường mật. Theo nghiên cứu gần đây, nghệ có thể kích thích các cơn đau ở những người bị sỏi mật. Vì vậy, nếu bạn có các dấu hiệu của căn bệnh này, hãy tránh xa nghệ. Tuy nhiên, chất curcumin trong nghệ lại cải thiện chức năng gan, ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật và ung thư túi mật. Vì vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo những người có vấn đề liên quan đến sỏi mật, tắc nghẽn đường mật nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm chứa curcumin. 3. Bệnh nhân bị trào ngược dạ dày. Mặc dù nhiều nghiên cứu cho thấy tinh bột nghệ có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị rối loạn tiêu hóa dạ dày, nhưng tinh bột nghệ cũng có thể gây ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc kháng axit khi dùng chung với thuốc kháng axit như Tagamet, Pepcid, Zantac, Nexium hoặc Prevacid thì củ nghệ có thể gây tăng axit dạ dày, gây ra các cơn đau ngoài ý muốn. Vì vậy, lưu ý không sử dụng chung tinh bột nghệ với thuốc kháng axit và đặc biệt không sử dụng cho bệnh nhân bị trào ngược dạ dày. 4. Bệnh nhân thiếu máu. Nghệ có tác dụng phá máu ứ, máu bầm trong cơ thể. Do vậy, những người thiếu máu không nên dùng bởi dễ dẫn đến tình trạng sa sẩm mặt mày. 5. Người bị bệnh tiểu đường hoặc huyết áp. Sử dụng nghệ với hàm lượng cao có thể làm giảm lượng đường trong máu hoặc huyết áp. Điều này có nghĩa là người bị bệnh tiểu đường hoặc huyết áp nên thận trọng khi bổ sung bột nghệ hoặc nghệ. Tốt nhất nên tham khảo tư vấn của bác sĩ trước khi dùng. 6. Người chuẩn bị phẫu thuật. Những người cần làm phẫu thuật nên ngừng tiêu thụ nghệ trong khoảng thời gian 2 tuần trước khi phẫu thuật. Vì củ nghệ có khả năng ngăn ngừa đông máu, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng chảy máu nhiều, khó cầm trong và sau khi phẫu thuật. Liều dùng đối với bột nghệ có thể dao động từ 4 đến 12 gram trong một ngày. Đối với tinh bột nghệ khoảng 2 đến 4 gram trong một ngày, tùy vào thời gian dùng mà có liều lượng ít hay nhiều cho phù hợp với tạng của mỗi người. Chúc các bạn khỏe mạnh với nghệ. Xoài tuyệt đối không được ăn với món này nếu muốn thận bị hỏng. Xoài có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nhưng chúng ta không nên ăn quá nhiều. Mỗi ngày chỉ nên ăn 2/3 quả cỡ trung bình là đã đạt mức các nhà dinh dưỡng học khuyến cáo. Nhưng bạn có biết xoài hợp với đồ ăn gì và kỵ với món nào không? Hãy đọc thêm bài viết này để có thể hiểu biết tốt hơn về loại quả hấp dẫn này nhé. Xoài không được ăn cùng với gì? 1. Ăn xoài không được uống rượu. Xoài và rượu đều tính cay nóng, ăn nhiều sẽ hại thận. 2. Xoài không được ăn cùng hải sản. Xoài và hải sản đều là thực phẩm dễ gây dị ứng, ăn cả hai cùng lúc sẽ khó tiêu và dễ gây dị ứng. 3. Xoài không được ăn cùng với thực phẩm cay nóng như tỏi. Xoài chứa các axit, axit amin protein, những chất này đều có tính kích thích, sau khi bài tiết đến vỏ thận sẽ gây dị ứng, nếu nặng sẽ gây mẩn đỏ, đau đớn. Xoài cũng không được ăn với đồ cay nóng, ăn nhiều sẽ hại thận. Thức ăn cay nóng ngoài tỏi còn có hành, hẹ, gừng, rượu, ớt, hạt tiêu, quế, hồi, thì là. 4. Xoài không được ăn cùng với dứa. Dứa có tác dụng phụ đối với da và mạch máu. Hai loại trái cây này ăn cùng sẽ dễ gây dị ứng vì xoài và dứa đều chứa thành phần hóa học gây dị ứng da. Xoài có chứa monohydroxit benzin hoặc dihydroxit benzen. Xoài chưa chín hoàn toàn có axit uronic. Chúng gây kích thích niêm mạc da, có thể gây ra hôi miệng, sưng đỏ, vừa ngứa vừa đau, trường hợp nặng gây sưng rộp.
Dứa có tác dụng phụ lên da và huyết quản. Loại dị ứng này có tính phát nhanh. Sau khi ăn dứa 1 giờ, bệnh nhân có thể biểu hiện ngứa, nổi đỏ, da mồ hôi, chân tay, miệng lưỡi tê. Người không nên ăn xoài. Xoài có tính bình và có thành phần gây dị ứng, nên người bị bệnh về da, u bướu cần tránh ăn. Xoài chưa chín, cuống có mủ, tiết ra là chất gây dị ứng. Những người hư hàn, ho, viêm họng cũng nên tránh ăn xoài để tránh ngứa cổ họng. Người hen suyễn cũng không được ăn. Đến bệnh viện thăm bệnh nhân viêm thận tuyệt đối không đem xoài. Ăn nhiều xoài có hại cho thận, do đó người bị bệnh thận cấp và mãn tính không được ăn. Ăn xoài nhiều sẽ gây dị ứng. Lá xoài và nước xoài gây viêm da cho người cơ địa mẫn cảm. Cách tốt nhất là cắt xoài thành miếng nhỏ rồi ăn trực tiếp. Ăn xong súc miệng, rửa miệng, tránh nước xoài đọng lại. Người bình thường cũng không nên ăn quá nhiều xoài. Người bình thường cũng không nên ăn quá nhiều xoài, nếu không sẽ bị vàng da, đồng thời gây tổn hại cho thận. Đặc biệt, càng không nên ăn nhiều xoài cùng với các chất cay nóng khác cùng lúc. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.